Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2231 Xin sư tổ làm chủ Thời gian không đến một giây Bóng người đó đáp xuống trên các lâu Xuất hiện trước mắt bao người Là một ông lão tiên phong đạo cốt Thân khoác cổ bào Nhìn thấy người này Cả người lạc tâm xuyên run lên Lập tức cúi đầu nói tham kiến sư tổ Các đệ tử khác của côn luân tiên sơn Cũng cúi đầu quỳ xuống nói Tham kiến thái sư tổ Bọn họ có thể chưa nhìn thấy ông lão này, nhưng chắc chắn phải biết. Bởi vì mỗi đệ tử khi nhập môn đều phải đến tổ sư các bái kiến các đời tổ sư, và bức chân dung của ông lão này được cung phụng trong tổ sư các, ông ấy tên là Lạc Kình Thương, một trong mấy đời sư tổ của Côn Luân. Lạc Kình Thương nhìn chằm chằm Lạc Tâm Xuyên nói, "Lạc Tâm Xuyên, con thật to gan, con muốn để Côn Luân của ta vì một câu nói của con mà diệt môn sao?" Audio điện tử Võ Tấn Bền lạc tâm xuyên vội vàng nói đệ tử không dám chỉ là trưởng giáo đã bị người này giết bọn con đương nhiên phải báo thù khi nói trong lòng lạc tâm xuyên không khỏi nảy sinh hy vọng lạc kinh thương trước mặt là một cao thủ hóa thần cảnh có thể nói là đệ nhất cao thủ hiện tại của côn luân xin sư tổ làm chủ lạc tâm xuyên quỳ xuống bốp lạc kinh thương tát vào mặt lạc tâm xuyên hất lạc tâm xuyên bay ra xa hai cha con con đã làm ra chuyện tốt gì tưởng ta thật sự không biết sao. Lạc kình thương nghiêm nghị quát, lập liên minh với ma tộc hắc ám, có còn cần danh hiệu thánh địa côn luân nữa không? Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, Lạc Tâm Xuyên và Lạc Chu Sơn sẽ không còn là người của côn luân nữa. Lạc Tâm Xuyên xứng sở tại chỗ, như đang thất thần. Lạc kình thương không nhìn Lạc Tâm Xuyên, mà nhìn sang đường Tuấn, vẻ mặt vốn uy nghiêm lúc này có hơi đanh lại, ông ta nói, vị đạo hữu này. Cậu có hài lòng với cách xử lý của ta không? Đường Tuấn nhìn Lạc Kình Thương, ánh mắt lạnh đi, nói, ông muốn cứu anh ta sao? Mặc dù vừa rồi Lạc Kình Thương đang trừng phạt Lạc Tâm Xuyên, nhưng vô hình chung là đang cứu anh ta một mạng. Suy cho cùng, Lạc Tâm Xuyên đã bị trừng phạt, Đường Tuấn cũng không tiện ra tay. chương 2232, nhưng rõ ràng đã nói xong rồi mà. Lạc Kình Thương thở dài, chỉ vào chỗ vừa rồi Đường Tuấn vứt cảnh trúc xuống, nói, nhìn xem. Lạc Tâm Xuyên ngờ vực, nhưng giây tiếp theo cảnh tượng đó đã khiến anh ta phải sững sờ. Vị trí cảnh trúc rơi xuống chính xác là trên đỉnh của một ngọn núi, lúc này, một vết nứt xuất hiện từ trên đỉnh chạy dọc xuống phía dưới của ngọn núi đó, chẻ ngọn núi ra làm đôi. Nếu không phải có trận pháp gia trì, thì ngọn núi này đã sụp đổ rồi. Bây giờ ngươi vẫn cảm thấy vậy nữa chứ?" Lạc Kình Thương hỏi. Lạc Tâm Xuyên nắm chặt tay nói, "Lẽ nào hắn đã là hóa thần cảnh rồi sao?" Lạc kinh thương nói, rất có thể, ta không nhìn thấu được sức mạnh đang ẩn giấu trong cơ thể hắn. Nhưng bây giờ ta vừa thức tỉnh, sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đợi ta hồi phục rồi, thì có thể quyết chiến với hắn một trận. Giọng ông ta chợt lạnh xuống, nói côn luân ta có bao giờ để cho người khác bắt nạt như thế. Nghe vậy, lạc tâm xuyên đột nhiên lộ vẻ vui mừng, anh ta hỏi, sư tổ, chúng ta thật sự phải đối phó ma tộc hắc ám cùng với bọn họ sao? Lạc Kinh thương mắng, con và cha con đều là tên đần. Ông ta đột nhiên cười khẩy một tiếng, nói tuy ta đã đồng ý đối phó ma tộc hắc ám, nhưng không nói là khi nào ra tay. Đợi tên đó đánh nhau với ma tộc hắc ám được kha khá rồi, ta mới xuất hiện thu dọn tàn cuộc, sẵn tiện xử lý hắn luôn. Lạc Tâm Xuyên nói, sư tổ anh Minh. Thái sư tổ, lúc này, Lục Minh Châu cung kính kêu lên. Lạc Kinh thương không khỏi cau mày, nói ông là ai lục minh châu nói tại hạ lục minh châu là người của lục gia ở giang nam việt nam ông ta muốn nói tiếp nữa nhưng lạc kình thương đã cắt ngang lời ông ta nói lục gia giang nam ta chưa từng nghe nói đến lạc kình thương nói lạc tâm xuyên sau này đừng để loại chó mèo này tùy tiện tiến vào côn luân của ta đối mặt với cái danh làm ô uế thánh địa côn luân của ta nói xong lạc kình thương bước lên phù vân tiến vào sâu trong côn luân sắc mặt Lục Minh Châu có hơi khó coi và gượng gạo. Lạc Tâm Xuyên liếc nhìn Lục Minh Châu và nói, ông Lục, ông thấy đấy, côn luân tôi không hoan nghênh ông. Cha tôi đã chết, điều kiện trước đây hứa với Lục gia ông cũng xem như không tính. Sắc mặt Lục Minh Châu đỏ bừng, nói, nhưng rõ ràng đã nói xong rồi mà. chương 2233, Thiên Địa Bài Xích Người đón tiếp nói, ma hoàng đại nhân đang gặp mấy vị khách quý. Thủy chân nói, tôi biết rồi nói xong thủy chân bước vào một thông đạo ông ta đi được một lúc thì bước vào trong một đại sảnh bên trong có mấy người một trong số đó có thân hình cực kỳ vạm vỡ trên người còn có những đường ma văn màu đen ngồi ở đó trông như một ngọn núi nhỏ ma khí tỏa ra dày đặc người này chính là ma hoàng hiện tại của ma tộc hắc ám thủy vạn triều ngoài ra còn có mấy người khác nhưng thủy chân chẳng quen biết ai cả có điều trông tướng mạo những người này vô cùng dữ dằn quái dị có người toàn thân do đá cấu thành có người thì tay người mình thú, toàn thân bao phủ một tầng lửa nóng lượn lờ. Khí tức của những người này thật đáng sợ, chắc chắn là cao thủ hóa thần cảnh. Thủy Chân cảm thấy sợ hãi. Những người này ngồi đó, dường như có thể áp chế được cả khí tức của Ma Hoàng. Một lúc lâu sau, Ma Hoàng dường như đã thảo luận xong cùng mấy người đó, họ mới hài lòng rời đi. Ma Hoàng ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, dường như có chút tức giận. Ma Hoàng Đại Nhân, những người đó là, Thủy Trân thận trọng hỏi. Ma Hoàng Thủy Vạn Triều trầm giọng nói, là người của thần đình Ngân Hà Trung ương, bọn họ muốn tiến vào Nguyệt Cung trong truyền thuyết để tìm kiếm một món bảo vật. Người của thần đình, vẻ mặt của Thủy Trân đột nhiên thay đổi, ông ta khó hiểu nói, thế lực của thần đình lớn hơn mấy vạn lần so với ma tộc hắc ám chúng ta, sao có thể đến tìm chúng ta được. Thủy Vạn Triều đưa mắt nhìn về phía trái đất xa xăm, nói, không biết tại sao, Mảnh thiên địa dường như đang chủ động bài xích bọn họ. Bọn họ càng tiến sâu vào, thực lực càng tổn hại nghiêm trọng, cho nên không thể không xin chúng ta trợ giúp. Thiên địa bài xích? Thủy Chân nhíu mày, cũng cảm thấy khó hiểu. Đã một thời gian kể từ khi ông ta tiến vào trái đất, vốn không hề phát hiện ra có sức mạnh nào đang bài xích ông ta. Ma Hoàng xua tay nói, chuyện này ông không cần quan tâm. Không phải ông ở trái đất do thám tin tức sao? Sao lại trở về? Thủy chân chấn tĩnh tâm trí và kể lại những gì đã xảy ra ở Côn Luân. Ma Hoàng hỏi tu vi của người đó như thế nào. Chương 2234 cậu ấy đã đánh phá Côn Luân một trận rồi trở ra đấy. Nếu cậu ta thật sự bỏ trốn, sau này cậu ta sẽ trở thành trò cười cho cả Việt Nam rồi. Tin tức thứ hai truyền đến, Lục Minh Châu đã về đến Lục gia ở Giang Nam. Ngay hôm đó có người đến Lục gia thăm hỏi, muốn chứng thực những tin tức này là thật hay giả. Lục Thần Tiên, ông cũng ở Côn Luân, chắc là biết Đường Tuấn trở ra như thế nào mà nhỉ? Có phải cậu ta đã bỏ trốn không? Có người đưa phóng viên truyền thông tới, tiến hành quay trực tiếp, muốn hủy hoại thanh danh của Đường Tuấn. Lục Minh Châu dường như già thêm mười mấy tuổi, ông ta đối diện với ống kính, nói cậu Đường chính là thiên nhân, sao lại sợ Côn Luân? Cậu ấy đã đánh phá Côn Luân một trận rồi trở ra đấy. Lục Thần Tiên, ông đang nói cái gì vậy? Lục Minh Châu vừa nói xong, các phóng viên đều sửng sốt. Những người đứng sau bọn họ muốn nhắm vào đường Tuấn cho nên mới tiến hành cuộc phỏng vấn trực tiếp này. Bọn họ biết Lục Minh Châu có ác ý với đường Tuấn, cho dù những thông tin kia là giả, nhưng nghĩ Lục Minh Châu cũng sẽ nói mấy lời tàn độc về đường Tuấn cũng coi như là đang đả kích cậu ta. Nhưng kết quả bây giờ dường như đã vượt qua mọi dự tính của bọn họ. Lục Minh Châu nhìn phóng viên nói, cậu cũng là người Việt Nam, nên biết trước đại nghĩa dân tộc, thì sự vinh nhục được mất của cá nhân chỉ là chuyện nhỏ. Lục gia ta rất vinh hạnh khi cậu Đường là người Việt Nam. Buổi phỏng vấn Lục Minh Châu kết thúc với tốc độ không ngờ, những phóng viên này vốn có ác ý với Đường Tuấn mới đến đây, đâu ai ngờ Lục Minh Châu lại nói tốt cho Đường Tuấn suốt cả buổi, thậm chí còn có ý ngưỡng mộ. Nếu tiếp tục phỏng vấn nữa, sợ là ông chủ phía sau mấy ký giả này sẽ phát điên mất. Phỏng vấn kết thúc, người cầm quyền của 18 thế gia tu hành phía Nam đồng loạt đến Lục phủ, muốn một lời giải thích về chuyện này nên biết bởi vì quan hệ của Lục Minh Châu, thái độ của 18 thế gia đối với Đường Tuấn trước đây không được thân thiện cho lắm, nhưng bây giờ Lục gia lại có xu hướng phản bội, khiến 18 thế gia không biết nên làm thế nào mới tốt. Ông Lục, tôi kính trọng ông là người đức cao vọng trong, là lão giả được công nhận trong giới tu hành phía Nam, ông hãy nói rõ một lời đi, ở Côn Luân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông nói một mình Đường Tuấn đánh bại Côn Luân, bất luận thế nào bọn ta cũng không thể tin được. Đúng vậy, Lục lão, có phải tên họ đường đó đã uy hiếp ông, nếu là vậy, ông cứ nói ra, chỉ cần có chúng tôi ở đây, đảm bảo lục gia của ông sẽ xảy ra chuyện gì. Đối diện với những lời chất vấn của mọi người, Lục Minh Châu cười gượng, nói, những gì tôi nói đều là sự thật. Côn Luân quả thật đã bị cậu đường đánh bại. Nói xong, Lục Minh Châu rời khỏi lục gia. Lão Lục, ông định đi đâu vậy? Có người hỏi. Lục Minh Châu vẻ mặt cung kính, ánh mắt rực lửa, Giống như fan hâm mộ của một người nổi tiếng, chậm rãi nói, tôi phải đến Hà Nội thăm cậu đường, bù đắp cho sự lỗ mãng trước đây của mình. Người cầm quyền của 18 tu hành thế gia phía nam đều sững sờ, dường như đang nghi ngờ không biết bản thân có nghe nhầm không. Chương 2235, cho ông ta vào đi. Trong hiệp hội y học cổ truyền, lão thần Đường Tuấn đang ngồi dưới đất, bên trong phòng còn có người thân và bạn bè của anh. Hoàng phủ Ngọc khẽ cau mày nói, Lục Minh Châu đã đứng bên ngoài hiệp hội một tiếng đồng hồ rồi, anh thật sự không định cho ông ấy vào sao. Dù sao ông ấy cũng là túc lão của giới tu hành phía Nam, được rất nhiều người kính trọng. Chuyện này nếu lỡ như để truyền ra ngoài, sợ là sẽ ảnh hưởng đến anh. Đường Tuấn cười khẩy, nói tôi cũng đâu bảo ông ta đứng đó. Côn Luân không cần ông ta nữa, bây giờ đến tìm tôi, loại người này đáng để tôi kính trọng sao. Hoàng Phủ Ngọc không nói thêm nữa. Chủ nhân, lão già đó bảo tôi đưa thứ này cho anh. Đúng lúc này, Ngân Thiên bê một cuốn sách cổ bước vào. Đường Tuấn cầm lấy quyển sách cổ, sắc mặt hơi thay đổi. Quyển sách cổ này vậy mà lại toát ra một nguồn dao động pháp lực yếu ớt. Trên bìa cuốn sách cổ có viết mấy chữ, Nguyệt Cung bát ký. Nguyệt Cung, không phải là cung điện mà thường Nga ở trong thần thoại đó chứ. Hoa tiểu niếp kêu lên. Đường Tuấn mở Nguyệt Cung bát ký ra, xem một cách cẩn thận. Trong nguyệt cung bát ký này ghi chép tổng cộng 8 loại sự việc, hầu như tất cả đều liên quan đến tu hành. Những thứ này Đường Tuấn thật sự chẳng mấy để tâm đến, nhưng khiến anh cảm thấy hứng thú lại là ghi chép cuối cùng. Những ghi chép trong chương ký này đều liên quan đến việc nghiên cứu các kiểu thể chất đặc biệt, có thể người khác xem thì chẳng có gì, nhưng Đường Tuấn đã sớm đọc qua thể chất đặc biệt, nội dung trong đó khiến anh có một loại cảm giác như được khai sáng, rất nhiều chỗ ghi lại khá giống với những gì anh đoán trước đây. Đọc xong Đường Tuấn cảm thấy vẫn còn chưa thỏa mãn lắm. Cuốn sách này chắc có phần sau, rất có thể nó đã ghi lại hết những bí mật về thể chất đặc biệt. Đường Tuấn trong lòng khẽ động. Anh cũng đã từng đến ngoại vực, phát hiện ở ngoài vực dường như rất hiếm thấy thể chất đặc biệt. Nhưng trên trái đất lại có rất nhiều thể chất đặc biệt. Ngay cả người thanh niên bị bệnh về mắt mà anh gặp ở Hiệp hội Y học Cổ truyền ngày đó cũng có thể coi là thể chất đặc biệt. Nếu là ngoại vực, không biết có bao nhiêu môn phái đạo thống tranh giành rồi theo lý mà nói trái đất mãi mãi vẫn không bằng ngoại vực được nhưng tại sao xác suất xuất hiện của thể chất đặc biệt lại cao như vậy cho ông ta vào đi đường tuấn đặt nguyệt cung bát ký xuống mọi người tản ra lục minh châu bước vào phòng trong căn phòng cực lớn chỉ có ông ta và đường tuấn lão già này có mắt không tròng không biết thiên nhân mong cậu đường đây trách tội lục minh châu quỳ xuống vẻ mặt vô cùng cung kính chương 2236 tôi phải giải thích một số chuyện trước đã. Đường Tuấn hỏi, ở đâu? Lục Minh Châu, ở Nguyệt Cung. Ông ta hít một hơi thật sâu, nói tôi đã tìm qua rất nhiều điển tích, cuối cùng cũng kiểm tra được Nguyệt Cung thật sự tồn tại, hơn nữa còn ở trên mặt trăng. Tôi từng đến mặt trăng, muốn tìm kiếm Nguyệt Cung, nhưng trận pháp ở đó thật sự quá đáng sợ. Ngay cả một phần ba của nó tôi cũng không thể phá giải được. Sắc mặt của đường Tuấn hơi thay đổi. Lục Minh Châu nói tiếp, nếu cậu đường muốn vào Nguyệt Cung, tôi có thể dẫn đường. Đường Tuấn suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, được, nếu ông dẫn tôi đi, tôi có thể không truy cứu Lục ra. Lục Minh Châu vui mừng khôn xiết. Nhưng trước khi đến Nguyệt Cung, tôi phải giải thích một số chuyện trước đã. Đường Tuấn gọi Hàn Bảo Long, Hoa Tiểu Niếp và Ngân Thiên, những người này đều đã đạt được tu vi nguyên anh cảnh đỉnh phong, nhờ có đan dược và sự chỉ điểm của Đường Tuấn. Tôi sẽ lên mặt trăng một chuyến, sẽ quay lại sớm việc ở việt nam giao cho các người đây là hóa thần đan bây giờ các người uống vào tôi sẽ hộ pháp cho các người đường tuấn lấy ra mấy viên hóa thần đan bảo bọn họ uống khí tức của bọn họ đã sung mãn từ lâu cho dù không có đan dược đột phá cũng là chuyện sớm muộn ngay khi vừa uống đan dược vào cơ thể mấy người đã phát ra tiếng động liên tục đột phá đường tuấn ra tay nén nguyên khí đang tăng vọt của bọn họ xuống tránh bị người khác cảm nhận được. Lục Minh Châu nhìn đến ngây ngốc, ông ta đột phá bán bộ hóa thần xém chút cả mạng cũng không còn, thế mà bây giờ đám người Hoa tiểu niếp lại dễ dàng như thế. Đặc biệt là Hàn Bảo Long, một thân kiếm ý sắc bén đó khiến Lục Minh Châu không khỏi dùng mình. Lục Minh Châu không khỏi liếc nhìn chăm chú Đường Tuấn, trong lòng cảm thấy quyết định của mình càng đúng. Làm xong chuyện này, Đường Tuấn trao đổi một chút với linh hồn khế ước của mấy người thao thiết. Thao thiết nói với anh Thông đạo không gian đã ổn định, trong vài ngày tới, đạo sĩ Trung Thanh sẽ dẫn người của ông ta và Phá Quân Doanh đến trái đất, bảo Đường Tuấn yên tâm. Đường Tuấn lúc này mới yên tâm một chút, chỉ cần đạo sĩ Trung Thanh và Phá Quân Doanh tới, mà tộc Hắc Ám chỉ còn con đường chết mà thôi. Nên biết trong Phá Quân Doanh chỉ bán bộ hóa thần cảnh thôi cũng có đến gần 300 người. Chương 2237, ông ở bên ngoài chờ tôi. Anh và Lục Minh Châu bay về phía mặt trăng, chuẩn bị tìm kiếm Nguyệt cung tốc độ của ông quá chậm, ông chỉ rõ phương hướng cho tôi, tôi đưa ông đi. Bay được một lúc, tốc độ của Lục Minh Châu quá chậm khiến Đường Tuấn có chút bất lực. Với tốc độ của Lục Minh Châu, e rằng phải mấy ngày nữa mới có thể lên tới mặt trăng. Lục Minh Châu cười gượng một cái, còn chưa kịp phản ứng đã bị Đường Tuấn bắt lấy, bay hướng tới mặt trăng, so với tốc độ trước đó còn nhanh gấp mấy chục lần. Lục Minh Châu lại một lần nữa sợ hãi, do dự hỏi, cậu Đường, người đã là hóa thần cảnh rồi sao? Ừm, Đường Tuấn khẽ đáp một tiếng. Lục Minh Châu không khỏi kinh ngạc, sau đó nói: "Cậu Đường, tôi nghe Côn Luân nói ở trong đội ngũ của ma tộc Hắc Ám lần này có 6 cao thủ hóa thần cảnh, gần trăm bán bộ hóa thần cảnh. Chỉ dựa vào một mình hóa thần cảnh như cậu khó mà giải quyết được nguy cơ ma tộc Hắc Ám lần này." Đường Tuấn nói: "Chuyện này ông không cần lo lắng. Tuy anh chỉ mới là hóa thần cảnh sơ kỳ, nhưng trên người có Tiên Thiên Thần Văn, cho dù là hóa thần cảnh trung kỳ cũng có thể quyết chiến một trận." hơn nữa còn có đạo sĩ trung thanh là hóa thần cảnh chung kỳ hàng thật giá thật sắp đến ồ nếu vu môn và côn luân có thể hợp tác với cậu đường đây thì càng tốt thế thì nguy cơ của việt nam có thể được giải quyết lập tức rồi lục minh châu khẽ thở dài đường tuấn chỉ cười khẽ một tiếng cũng chẳng nói thêm gì sau khi anh rời khỏi côn luân vu môn trực tiếp bế môn có trận pháp trợ giúp trong một khoảng thời gian ngắn đường tuấn không thể tiến vào vu môn được muốn ngư ông đắc lợi đâu có dễ dàng như vậy. Đường Tuấn có thể đoán được suy nghĩ của Vu Môn và Côn Luân. Chẳng qua là muốn thấy anh liều một phen sống chết với ma tộc hắc ám, sau đó bọn họ sẽ xuất hiện trở thành đấng cứu thế, hoặc là muốn anh đi cứu bọn họ. Một giờ sau, Đường Tuấn và Lục Minh Châu đã đứng trên mặt trăng. Trước họ, chỉ là một mảng hư vô. Đây chính là lối vào của Nguyệt Cung. Lục Minh Châu nhìn hư không trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng. Đường Tuấn lấy Nguyệt Cung bát ký ra, Giao động pháp lực trong các cuốn sách cổ ngày càng rõ ràng, dường như cảm ứng được sự tồn tại của Nguyệt cung. "Cậu Đường, tôi, Lục Minh Châu ngập ngừng." Đường Tuấn nói, "Ông ở bên ngoài chờ tôi." Nói xong, Đường Tuấn cầm lấy sách cổ tiến lên một bước. Vốn dĩ trước mặt anh là hư vô, nhưng lúc này trong hư không lại xuất hiện gợn sóng. Chốc lát sau, thân ảnh của Đường Tuấn đã hoàn toàn biến mất. Chương 2238 Anh vừa nghĩ xong thì điều kỳ lạ lại xảy ra. Đường Tuấn thầm nghĩ đến vấn đề này, sau đó xảy bước đi về phía cung điện, giống như một tiên nhân bay lên trời. Đột nhiên, có ánh trăng lặng lẽ từ trên cung điện rơi xuống, biến thành một chiếc búa, đập vào đầu đường Tuấn. Đòn này có sức mạnh gần tương đồng với Nguyên Anh cảnh hậu kỳ. Đường Tuấn chỉ búng ngón tay một cái, chiếc búa lập tức vỡ ra. Anh vẫn không dừng bước, tiếp tục bay về phía cung điện đó. Lại một ánh trăng khác rơi xuống, hóa thành một cái rìu, Đường Tuấn đưa mắt nhìn, chiếc rìu vỡ tan rồi lại biến thành ánh trăng. Anh tỏ vẻ xúc động, ánh trăng này so với khi nãy còn lợi hại hơn một phần mười. Đường Tuấn tiếp tục đi về phía trước, mỗi một bước tiến lên đều có ánh trăng chiếu xuống. Mỗi lần hóa hình đều mạnh hơn lần trước khoảng một phần mười. Sức mạnh này thật đáng sợ, đường Tuấn mới đi được 10 bước, ánh trăng sắp đối diện có sức mạnh của bán bộ thần cảnh. Bước thứ 20, đường Tuấn buộc phải sử dụng sức mạnh hóa thần. Ở bước thứ 30, đường Tuấn dốc hết sức thi triển tu vi, đánh vỡ hết những người khổng lồ do ánh trăng hóa thành. Nhưng bản thân anh vẫn bị thương đôi chút. Trong bước thứ 40, ánh trăng đó đã biến thành một con thỏ ngọc, sức mạnh đã đạt tới hóa thần cảnh trung kỳ. Đường Tuấn dùng bia vạn giới để đập nát thỏ ngọc, nhưng xém chút nữa hai cái răng cửa của thỏ ngọc đã cắn đứt một cánh tay của anh. Lúc này, đường Tuấn đã sử dụng gần như tất cả các cách, ngoại trừ tiên thiên thần văn, 40 bước này cũng là một bài kiểm tra sức mạnh của anh. Sự thật chứng minh, bây giờ anh dốc hết toàn lực, quả thật có thể giết chết được hóa thần cảnh trung kỳ. Đường Tuấn điều chỉnh lại nhịp thở, lấy ra một cây linh dược rồi sử dụng. Một khắc sau, tinh thần và thân thể của anh đã hồi phục được đỉnh phong, chuẩn bị tiếp tục tiến lên phía trước. Anh đoán rằng những gì anh phải đối mặt tiếp theo có lẽ là sức mạnh ánh trăng của hóa thần cảnh hậu kỳ. Thần và tiên thiên thần văn của anh hợp lại làm một, chuẩn bị sử dụng tiên thiên thần văn trước. Tuy nhiên, khi anh lại bước thêm một bước, không có ánh trăng từ cung điện rơi xuống. Lẽ nào trận pháp dừng lại rồi sao? Đường Tuấn suy tư, nhưng khi nghĩ kỹ lại, vốn dĩ là không thể, Nguyệt cung là tiên gia phúc địa, có vẻ như ẩn chứa những bí mật quan trọng tuyệt đối, nếu trận pháp chỉ dừng ở mức độ này thì đúng là bất hợp lý. Anh vừa nghĩ xong thì điều kỳ lạ lại xảy ra hàng trăm ánh trăng bỗng chốc từ trên cung điện cao vứt trên hư không đột nhiên rơi xuống sắc mặt đường tuấn đột nhiên thay đổi một ánh trăng anh đã ứng phó không nổi hàng trăm ánh trăng này có thể giết chết anh ngay lập tức tuy nhiên những ánh trăng này không biến thành diều kiếm hay khổng lồ như trước nữa mà thành từng bậc thang một ánh trăng thì biến thành một bậc thang bậc thang nối dài từ chân đường tuấn đến cung điện như mời gọi anh lẽ nào là do tiên thiên thần văn sao đường tuấn cau mày anh do dự rồi bước lên thang, trong quá trình lên thang, không còn ánh trăng rơi xuống nữa, anh đã đến cổng cung điện rất an toàn. Quang Hàn cung, ba ký tự cổ này được viết trên tấm bia trước của cung điện. Sắc mặt Đường Tuấn hơi đanh lại, bước vào trong cung điện. Trong cung điện không có ai, nhưng khi anh bước vào, đột nhiên vang lên một giọng nói. Người thừa kế Tiên Thiên Thần Văn, hoan nghênh cậu đến nơi này. Chương 2239 anh muốn đích thân thử nghiệm Nghe vậy, Đường Tuấn rốt cục hiểu ra, tuy trái đất đã thua trong trận chiến thượng cổ đó, nhưng ở mức độ nào đó nó cũng đã giáng đòn nặng nề vào đám người ngự tôn giả. Khiến tỷ lệ sinh ra huyết mạch linh thể của bọn họ trở nên cực kỳ thấp. Có thể thấy... Lá cổ phù mà các cường giả ở trái đất lấy ra từ trong khu mộ của thiên quân chắc hẳn rất là đáng sợ, có khả năng là một thuật nguyền rùa cổ xưa. Vì cậu có được tiên thiên thần văn, nên chắc cũng không thiếu thốn mấy thứ như công pháp cuốn sách cổ này là nghiên cứu trong nhiều năm của Quang Hàn Cung. Nếu cậu là bác sĩ, có thể sẽ có được thu hoạch gì đó. Nếu không phải bác sĩ, hy vọng cậu có thể giúp quyển sách này tìm được chủ nhân thích hợp của nó. Đáng buồn thay, vạn năm cố gắng cũng thành không. Nếu có kiếp sau, chúng tôi sẽ lại chinh chiến Trung ương Ngân Hà. Giọng nói đó đột ngột dừng lại. Trong lòng đường Tuấn có chút dục dịch, cảm thấy rất buồn. Có thể thấy, trái đất thời xưa mạnh mẽ cỡ nào, hơn nữa còn có được khu mộ Thiên Quân, sự trỗi dậy của nó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng lại bị đám người ngự tôn giá tàn phá từ bên trong, không những hy vọng trỗi dậy biến mất, trái đất còn bị phong cấm vạn năm, yếu ớt đến mức như ngày nay. Một cuốn sách cổ rơi vào tay Đường Tuấn. Đường Tuấn mở quyển sách cổ, hai mắt chợt sáng lên. Cuốn sách cổ này chính là phần tiếp theo của Nguyệt Cung Bát Ký, ghi lại hầu hết các nghiên cứu về nhiều loại y thuật khác nhau, đặc biệt là thể chất đặc biệt không ngờ lại được như thế này dùng châm cứu kích hoạt huyệt khiếu giúp huyệt khiếu thoát tục dung nạp các loại năng lượng khiếu huyệt dung nạp năng lương sinh ra thần linh chính là căn nguyên của thể chất đặc biệt trên mặt đường tuấn lộ ra vẻ phấn khích những y thuật được ghi lại trong các cuốn sách cổ đúng là đã lật đổ mọi nhận thức của anh cũng chưa từng nghe về nó nhưng nếu nó là sự thật há chẳng phải những người bình thường cũng có thể biến đổi thành thể chất đặc biệt nhưng thần linh trong huyệt khiếu là nói đến cái gì không gian trong huyệt khiếu nhỏ như thế, sao có thể dung nạp nhiều năng lượng như vậy? Càng đọc tiếp, sự sợ hãi cùng nghi vấn xuất hiện trong đầu anh càng lúc càng nhiều. Cuối sách cổ có ghi dùng phương pháp châm cứu để kích thích huyệt đạo, kết hợp với dược liệu châm cứu và rất nhiều hạng mục chú ý. Ngoài ra, còn có một số dữ liệu. Số người thí nghiệm là 98.100 người, số người chết là 98.100 người, tỷ lệ chết là 100%. Tim đường Tuấn đột nhiên đập mạnh. Chương 2240, pháp lực của tôi. Ngoài ra, còn một lý do khác, nếu y thuật này thành công, nó sẽ trở thành nền tảng và vốn cho sự tái trỗi dậy của trái đất. Suốt cuộc, sức mạnh của linh hồn gần như gấp 10 lần người cùng cảnh giới. Hãy tưởng tượng nếu bạn thành lập một đội quân 100.000 người, mỗi người trong số 100.000 người này có tu vi mạnh mẽ, hơn nữa tất cả họ đều có thể chất đặc biệt. Khi đó đội quân này sẽ là cơn ác mộng của Trung ương Ngân Hà. Nếu đúng thì thể chất của tôi hẳn là một thể hỗn độn. Theo ghi chép, thể chất này có thể được xếp vào top 3 trong số những thể chất đặc biệt. Nếu cuối cùng ngay cả tôi cũng không thành công, thế thì chứng tỏ loại y thuật này vốn dĩ không thể tiến hành được, tôi sẽ phá hủy nó. Trong khi nói, anh lấy ra một cây kim châm và châm vào huyệt thái dương theo kỹ thuật được ghi trong sách cổ. Cả người Đường Tuấn chấn động, mồ hôi ứa ra, trong chốc lát ướt đẫm toàn thân. Trong nhận thức của anh dường như anh đang ở trong lõi mặt trời. Nhiệt độ khủng khiếp không chỉ thiêu đốt thể xác mà còn thiêu đốt linh hồn anh. Đường Tuấn cuối cùng đã biết tại sao gần 100.000 cá thể đã thử nghiệm và không ai trong số họ sống sót. Theo sách cổ, sự phát triển của thể chất đặc biệt được chia thành 5 giai đoạn, hầu hết mọi người đều chết ở giai đoạn đầu và một phần người đã chuyển sang giai đoạn thứ hai. Còn giai đoạn thứ ba chỉ có một người, hơn nữa tu hành giả sau khi đột phá được giai đoạn thứ ba đó cũng chỉ sống được một canh giờ tôi có thể đường tuấn nghiến răng thần tàng quyết vận chuyển mãnh liệt cố gắng hết sức để giữ cho đầu óc tỉnh táo nếu không sẽ thực sự bị sức nóng khủng khiếp đó thiêu thành cho không biết đã qua bao lâu đường tuấn dường như mới cảm thấy trong người tốt hơn không phải nhiệt độ cao trong cơ thể giảm xuống mà là sức chịu đựng của anh đối với nhiệt độ cao này tăng lên pháp lực của tôi Đường Tuấn đột nhiên sững sờ, anh phát hiện 9 phần người pháp lực của anh đã dồn vào huyệt thái dương. Huyệt thái dương lúc này giống như một cái hố không đáy, không ngừng ngấu nghiến lấy pháp lực mà anh dày công tu luyện. Trong sách cổ không có ghi lại tình huống này, sắc mặt đường Tuấn hơi thay đổi, điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Đường Tuấn không biết khi các bác sĩ cổ đại thí nghiệm phương pháp châm cứu, các tu hành giả mạnh mẽ đã có mặt, những tu hành giả hộ pháp sẽ lập tức vận chuyển pháp lực vào trong người người làm thí nghiệm. Dường như không có ai tự mình làm thí nghiệm trên người mà không có người hộ pháp giống như Đường Tuấn. Đương nhiên, Đường Tuấn cũng không biết chuyện này, nhưng nếu nghĩ không thông thì cũng không tiếp tục nghĩ nữa, mà là đang nghĩ biện pháp đối phó tiếp theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 2240.